Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 4 tháng 10 năm 2013 trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp chuyên gia Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Phòng trưng bày chuyên đề Châu Á những sắc màu văn hóa tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 8 tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2013. Công nghiệp sáng tạo, chủ đề chính của tuần lễ Anh Quốc tại Việt Nam diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Ngày 3 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp chuyên gia tư vấn độc lập của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới Peter Hitchcock đang công tác tại Việt Nam. Đánh giá cao chuyến công tác của đoàn Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ Chính phủ Việt Nam rất coi trọng công tác bảo tồn các di sản thiên nhiên. Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu để có báo cáo khoa học mới nhất, đầy đủ nhất về quần đảo Cát Bà. Báo cáo sẽ là cơ sở quan trọng cho UNESCO xem xét công nhận quần đảo này là di sản thiên nhiên thế giới. Chuyên gia Peter Hitchcock cũng khẳng định Việt Nam sẽ làm rất tốt công tác bảo tồn thiên nhiên tại Cát Bà. Ông bày tỏ hy vọng quần đảo Cát Bà sẽ trở thành một điểm đến du lịch và bảo tồn lý tưởng mang tầm cỡ quốc tế trong thời gian tới. Cùng ngày, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hà Nội đã diễn ra buổi trao chứng nhận cho các học viên tham gia chương trình đào tạo quản trị chiến lược với tên gọi Tạo dựng người lãnh đạo thành công. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Thông tin và Phát triển Việt Nam VDIC thuộc Ngân hàng Thế giới World Bank, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Tổ chức Tư vấn Lãnh đạo Toàn cầu LWI. Chương trình đào tạo này cung cấp lý thuyết và kỹ năng về lãnh đạo toàn cầu nhằm giúp các nhà quản lý và lãnh đạo Việt Nam ứng dụng, tìm ra các giải pháp cụ thể phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Qua đó, các nhà lãnh đạo có thể chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các giải pháp hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phòng trưng bày chuyên đề Châu Á những sắc màu văn hóa tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan từ mùng 8 tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2013. Đây là thông tin được đại diện của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam công bố trong chiều ngày mùng 2 tháng 10 tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày Châu Á những sắc màu văn hóa được tổ chức nhằm chào mừng hội nghị lần thứ tư Hiệp hội các bảo tàng quốc gia Châu Á 2013 diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện nhằm giới thiệu tới khách tham quan trong và ngoài nước những cổ vật, hiện vật, di sản văn hóa đặc sắc của 10 quốc gia châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam. Đây là những hiện vật tiêu biểu được chế tác bằng những chất liệu như đồng, gốm, đá, đất nung, gỗ, bạc, ngọc, ngà cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của triển lãm Châu Á những sắc màu văn hóa và sự chuẩn bị của hội nghị ANMA 4 trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ là dự báo thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới ngày 5 tháng 10 năm 2013. Nhằm tìm hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị hội nghị ANMA 4 và ý nghĩa của triển lãm Châu Á những sắc màu văn hóa, phóng viên Việt Nam và Thế giới đã có cuộc trao đổi với đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Thưa ông, hội nghị lần thứ tư Hiệp hội các quốc gia bảo tàng được tổ chức tại Hà Nội thì với vai trò là người tổ chức thì Bảo tàng Lịch sử đã có những cái sự chuẩn bị như thế nào cho chương trình này? Để mà thực hiện cái cuộc hội nghị ANMA 4 thì Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã có cái sự chuẩn bị khá chu đáo. Chúng tôi đã phân công trong lãnh đạo chia làm 3 tiểu ban. Tiểu ban nội dung, tiểu ban lễ tân và tiểu ban hậu cần. Và cho đến hiện nay thì cái chương trình tổng thể thì đã được tập hợp. Với việc là chủ nhà tổ chức sự kiện này thì Việt Nam đã khẳng định cái vị thế của mình như thế nào với cho các quốc gia bảo tàng hiện nay? Với cái hoạt động này nó cũng sẽ nâng cao được cái vị thế của Việt Nam. Trong đó thì khu vực châu Á thì đó là các tổ chức hoạt động về bảo tàng ấy, thì cái ANMA này là một trong những cái mà rất có uy tín. Ý nghĩa của cái cuộc hội thảo này, hội nghị này là nó tạo một cái cơ hội để cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng như là nhiều bảo tàng ở Việt Nam, bởi vì trong cái buổi hoạt động, trong cái chương trình hoạt động của hội nghị thì chúng tôi cũng có mời khá đông các cái đại diện của một số bảo tàng
tham gia. Triển lãm châu Á, những sắc màu văn hóa là một sự kiện được diễn ra trong khuôn khổ của hội nghị. Vậy theo ông, những sắc màu văn hóa được ở đây được hiểu là như thế nào? Đây là một cuộc trưng bày chuyên đề châu Á, những sắc màu văn hóa. Thế thì cái sắc màu ở đây thì hiểu nó là cái tính đa dạng văn hóa. Ý của chúng tôi muốn, tức là về từ ngữ thì muốn nói một cái hình ảnh, tức là phương Đông, châu Á đấy, là một cái nơi mà văn hóa rất là đa dạng. Đó. Nó gồm nhiều cái chất liệu, nó trải qua nhiều cái thời kỳ lịch sử. Đó, có thể nói rằng là như thế. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với những thông tin về hoạt động trong tuần lễ Anh tại Việt Nam, sẽ đến sang một địa chỉ du lịch của Việt Nam. Tuần lễ Anh Quốc tại Việt Nam từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 đã đi đến phần kết sau nhiều hoạt động sôi nổi. Trọng tâm của những hoạt động này là lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, một lĩnh vực được định nghĩa là các ngành nghề chủ yếu dựa vào tri thức và sáng tạo của cá nhân. Đây cũng là niềm tự hào của Vương quốc Anh và hướng phát triển đầy hấp dẫn đối với Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hoạt động hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy lĩnh vực này trong tuần lễ vừa qua. Đây là đoạn phim quảng cáo kỷ niệm 65 năm lịch sử phát triển sản phẩm của Honda, tập đoàn cơ khí lừng danh của Nhật Bản. Đoạn phim kéo dài 2 phút do một công ty Anh Quốc thực hiện đã thu hút hơn 5 triệu lượt người xem toàn cầu trên trang web YouTube chỉ sau vài ngày ra mắt. Đây là một trong những ví dụ thành công được nêu ra trong hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa Anh Quốc và Việt Nam về quảng cáo, truyền thông và marketing. Hội thảo do Đại sứ quán Vương quốc Anh phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân sáng tạo Hà Nội tổ chức ngày 1 tháng 10 trong khuôn khổ tuần lễ Anh Quốc tại Việt Nam. In Vietnam need a lot of support and cooperation from the outside world, especially from the UK. We have been receiving a lot of experts from the UK and other countries also helping us to work with the government agencies to develop the frameworks of the creative industries. The neighboring countries like Thailand and Indonesia, they've been growing so fast in the last 3 years, and they've been setting up the government agencies exclusively to manage the creative industries. Tuần lễ Anh Quốc tại Việt Nam được tổ chức tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động chủ yếu liên quan đến các ngành công nghiệp sáng tạo như marketing, quảng cáo, thời trang, kiến trúc và điện ảnh. Anh Quốc là một trong những nước dẫn đầu thế giới về công nghiệp sáng tạo, hiện chiếm gần 9% tổng thu nhập quốc nội của xứ sở sương mù. Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, chuỗi sự kiện này là cơ hội để các doanh nghiệp Anh chia sẻ kinh nghiệm cũng như thiết lập quan hệ kinh doanh với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực sáng tạo. And one of my other great privileges as well has to be to go around the world and meet many other nations who take their creative services equally seriously, take their creative industries equally seriously, and to realize that by working together we can achieve a great deal. Dự kiến cuối năm nay, Câu lạc bộ Doanh nhân sáng tạo Hà Nội và Hội đồng Anh sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về các ngành công nghiệp sáng tạo 2013. Tham gia chương trình là các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo, các cơ quan chức năng cùng các chuyên gia Việt Nam và nhiều nước như Anh Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi cho sự phát triển bài bản của các ngành công nghiệp sáng tạo tại Hà Nội và Việt Nam. Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hài hước,